Nam thanh niên đi hái rau. Đây bà con, đây là rau chạy nè bà con. Rau này ăn mất máu lắm nè. Biết sao mất máu không? Lại đi hái rau này vô quần vô cỏ không à. Ở dưới quê em thì dắt rất là nhiều. Quần như đó là bị dắt trắng là mất máu chứ không có gì hết. Mày hái kiểu gì mày, ở đây quá trời mày không hái mày. Thuốc là thuốc đây nè. Mấy đọt non quá trời luôn. À, rau này hái về cái có mấy cái củ khoai lang á. Cắt gờ bỏ vô cũng ngọt, ăn bá cháy rồi chét luôn. Mẹ hái gì trời? Hai ba đọt đây nè, không thấy trời. Sao đâu? Sao à? Đi hái nãy giờ được gỗ rau đó, về được nồi canh rồi đó. Xin chào quý bà con đã trở lại với channel của Trung. Chúc bà con một ngày thật nhiều niềm vui và an lạc. Hôm nay em sẽ giới thiệu với bà con một cái loại rau mà có cái tên là rau chạy. Ở quê em nó có rất là nhiều. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý bà con xem coi quê của bà con có cái loại rau này hay không. Và cho những người lâu rồi không được ăn thì nhìn lại cái loại rau này coi còn nhớ hay không. Và đây là một số hình ảnh về cái loại rau này. Đây là rau chạy. Cái bụi này nó không được to. Rau chạy này nó mọc rất nhiều và nó mọc tự nhiên thôi bà con. Đây là nó mọc tự nhiên thôi chứ không có ai trồng gì hết, nhưng mà nó mọc rất là nhiều. Tại sao có tên là rau chạy? Em nghe mấy người lớn tuổi nói á, là vì hồi xưa đi bộ đội á, là đi tới đâu cũng gặp nó hết. Những người đua đội đi tới đâu, đi vô rừng á, đi chỗ nào cũng gặp nó hết, cho nên kêu nó là rau chạy. Nên chạy đâu cũng gặp. Chạy không khỏi ảnh. Nó có rất là nhiều và nó mọc tự nhiên. Ăn thì mình ăn những cái lá non này nè. Lá non, nếu mà nó thành lá rồi thì mình ngắt lá thôi. Cọng này nó dai lắm, ăn không được, cho nên mình bỏ đi. Đó. Với lại cái phần ngó này nè. Cái ngó này là cái mà người ta đi hái là người ta chọn cái ngó này là nhiều nhất. Rất là non, ăn rất là ngon. Cái rau này á, để mà nấu canh ăn, ở luộc hoặc nấu canh á, thì nên bỏ cái củ khoai lang vô. Ăn rất là tuyệt vời. Rất là ngon, nó mọc rất là nhiều. Đây, nguyên một bụi luôn. Hái là hái những cái đọt này nè. Hôm qua em mới đi hái một gỗ rồi. Hồi sáng này thằng Khanh nó mới đi hái nữa, cũng được một gỗ nữa. Nói chung sau một cái đám mưa, sau một cái đám mưa là nó lên rất là nhiều, nó lên rất là nhanh. Không có thuốc, không có gì hết nha bà con. Này không phải xịt thuốc, không phải tưới gì hết, tự nó lên, sống tự nhiên. Giờ mùa mưa thì nó rất là non, còn mùa nắng thì nó già lắm. Giống như là mấy cái trời nắng thì nó không có nước, nó không có lên nhiều, không có mọc được nhiều. Đây, đây, ăn là ăn những cái lá này nè. Hái một xíu thôi là rất là nhiều. Nên rau cỏ ở dưới quê thì ăn thì yên tâm, hoàn toàn tự nhiên và sạch sẽ. Rất là nhiều, để hôm nào em hái nhiều em nấu một cái nồi canh cho quý bà con coi nha. Rất là nhiều. Đó. Đó, đây là cái cò đây. Đấy, cái cò này. Đó. Đó là cây rau chạy. Nó mọc rất là nhiều nè. Dạ, ở đây những cái bụi cỏ lớn lớn cũng có nè. Trong cái bụi đó nó cũng có nè. Bụi này nè. Cũng có rồi,
cũng có nó luôn. Còn đây là nguyên một cái lùm nó luôn, lùm rau trại luôn nè. Nó xen lẫn với lại cỏ, nó xen lẫn với cỏ. Là nếu mà muốn hái nhiều thì lùi vô đó hái. Có những người đi hái bán thì người ta hái vô trong này người ta hái luôn. Còn nếu mình ăn cái này chỉ cần đi gặp dọc theo mấy cái bờ ao trong đó là có rồi. Những bờ ao phía sau nhà ao nhà em là đủ ăn rồi. Còn hái bán thì phải hái rất là nhiều, cho nên người ta lù vô trong tuốt trong đó luôn để hái được nhiều để đi bán. Tại vì mỗi lần mỗi cái chuyến đi ra chợ nó cũng xa và mất thời gian, cho nên người ta tranh thủ người ta hái nhiều, người ta cố gắng hái nhiều. Cái này cứ cách 1-2 ngày là sau một cái đám mưa là nó lên rất là nhiều, cho nên nó có liên tục, không có bị thiếu. Ở đây rau cỏ tự nhiên hết. Mấy nay có đủ lưới không anh Dũng? Mấy nay có đủ lưới không? À, vâng, xin chào quý bà con đã trở lại với video về rau trại của em. Và cái em xin nói tiếp là cái loại rau này nè. Cái rau này á, là em thấy chỉ có luộc hoặc là nấu canh thôi, chứ chưa thấy có cái món khác. Luộc chấm chao hoặc là chấm nước mắm hoặc là chấm nước cá. Canh á, thì ăn với nấu với khoai lang thì ăn rất là ngon. Đó là ở nhà em thường ăn vậy, với lại ở đây người ta cũng hay ăn kiểu đó. Thì em chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn ai biết về cái loại rau này và có những cách ăn nào khác á, thì hãy comment phía bên dưới video để cho nhiều người cùng biết và em được biết thêm. À, đó là cái video về giới thiệu cái loại rau trại ở quê em, ở miền Tây quê em. Mọi ý kiến đóng góp quý bà con cứ comment phía bên dưới nha. Nếu thích thì hãy nhấn like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Còn để đón xem video mới thì bà con hãy nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để khi nào em có video mới thì sẽ thông báo cho quý bà con được xem sớm nhất. Hẹn gặp lại quý bà con trong những video lần sau về quê hương miền Tây em.